Mặc dù gặp trở ngại về mặt lý lịch, nhưng lãnh đạo phe đối lập của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi vẫn đang được đông đảo người dân nước này ủng hộ trước thềm bầu cử. Các nhà quan sát cho rằng bà là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này trong vòng 25 năm qua. Bà Aung San Suu Kyi kết hôn với người nước ngoài và có hai người con trai không mang quốc tịch Myanmar. Điều này là trở ngại lớn nhất đối với con đường tiến đến ghế tổng thống của bà. Dưới chính quyền quân sự, bà bị quản thúc tại gia nhiều năm. Tuy nhiên, bà vẫn đang được xem là một ứng cử viên nặng ký. Đông đảo người dân Myanmar trong sắc áo đỏ ủng hộ bà và đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ của bà. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng họ cần phải biết được đảng LND có thể làm gì cho họ trước khi bỏ phiếu. Đảng cầm quyền USDP hiện tại đã làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu, nhưng tôi cũng không chống lại đảng LND. Tôi mong hai đảng có mối quan hệ tốt với nhau. Cũng có những ý kiến cho rằng do những trở ngại về lý lịch và mục đích thắng cử của đảng LND, bà Suu Kyi phải nhượng bộ. Bà Aung San Suu Kyi không có nhiều sự lựa chọn như trong một tình huống chính trị thông thường. Bà buộc phải linh hoạt với chính phủ dân sự hiện tại. Chính phủ dân sự đầu tiên vừa mới chuyển đổi từ chính quyền quân sự trước đó. Hình ảnh một nhà dân chủ theo đường lối phương Tây của bà Suu Kyi đã biến mất. Bà Suu Kyi đang bước vào một cuộc chơi chính trị bằng cách chấp nhận nền dân chủ bị kiểm soát này.